đốt xương này với nhau, đó là hệ thống gân cơ. Thế nên khi ta tác động vào đầu ngón tay chính là ta tác động vào gì? Hệ tuần hoàn gồm động mạch tĩnh mạch, hệ thần kinh và hệ gân cơ. Cho nên phương pháp này hay là tác động vào đầu ngón tay và đầu ngón chân, nhưng mà chính là tác động lên các cái hệ như thế. Bây giờ cách tác động của chúng ta là gì? Chúng ta sử dụng cái nhân, đây gọi là nhân khai thông. Cái này một cái rất là kỳ diệu trong cái quá trình chúng ta khai thông, nó giúp cho chúng ta tác động lên cả cái hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn, hệ thống gân cơ rất là tốt. Cái phương pháp làm là gì? Làm cái tay phải trước, tay trái sau. Cái cách cầm là gì? Chúng ta cầm cái nhân trên cái đầu ngón tay cái, ngón tay trỏ, ngón tay giữa. Nếu cầm 3 ngón cũng được, mà cầm 4 ngón thì là thêm cái ngón áp út nữa. Sau đó chúng ta đưa vào bên tay phải là ngón tay út trước, vui đi lên ngoài. Ngón cái là 1, ngón trỏ là 2, ngón giữa là 3, ngón áp út là 4 và ngón út là 5. Đây, chúng ta đưa vào ngón út trước. Ta đưa thẳng máy nhẫn vào đầu cái đốt trên cùng. Lưu ý rằng là khi ta đẩy lên thì ta bóp cái nhẫn một chút, có lực đẩy lên. Lúc ta kéo về thì ta nhả tay ra, không có lực đẩy ra. Và ta đẩy như vậy, 1, 2, 3, cứ làm như vậy là 20 giây, mỗi một giây là một đếm. Chúng ta lưu ý rằng là bước khai thông này chỉ khai thông ở đốt ngoài cùng, đốt trên cùng nhé. Và chúng ta cùng làm nhé. Mời mọi người đặt vào, đẩy lên nào. 1, bóp lên nhá, kéo nó thì nhả này. 2, 3, 4, 5. Mọi người làm đi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho mọi người cái cách cầm và cái lực tác động này. Anh đưa tay này. Đây, chúng ta lưu ý nhá. Bóp này, đẩy này. Đẩy thì đẩy lên, bóp vào thì kéo về nhả này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anh thích lực không? Đấy, ngón tay này cũng vậy. Sau khi ngón này xong, đủ 20 giây rồi thì ta đẩy lên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, anh cảm nhận cái lực đó và anh làm đúng cái lực như thế. Có hướng dẫn cho chúng ta sẽ theo cái lực, cảm nhận cái lực. Nào, đẩy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Anh đánh nha. Đây, đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục lên. Làm đi. Mọi người làm đi. Vâng, cái lực mạnh như thế. Rồi, cần có lực như thế. Vâng, chưa sao hết mạnh. Đây, 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 cái tác động này cái thôi, nhưng mà nó sẽ tác động lên cả bán cầu não trái và bán cầu não phải đó. Cho nên là ngồi xem đi, là đã khai thông, đã tác động vào mạch máu thì cái phương pháp thập chỉ đạo, phương pháp thập chỉ liên tâm, liệu pháp bên ngoài là đặc biệt là khi tác động vào mạch máu là nó liên quan đến cái quả, cứ đụng đến máu là cái liên quan. Thế ở tay khóa như thế nào? Cái khóa ở tay đấy là ta khóa ở cái cổ tay, cái vị trí cổ tay. Chúng ta từ giờ chúng ta lấy tay chúng ta kéo dọc cho cái cánh tay này xuống này này, thì đi qua mà hai cái mắt nó rơi xuống cái hõm này. Đây chính là vị trí chúng ta sẽ khóa. Khóa đây chính là gì? Khóa động tĩnh mạch trụ và động tĩnh mạch quay, chắc cả động mạch và cả tĩnh mạch ở cái cổ tay này. Và cũng Uyên Linh gọi là khóa cổ khẩu,
hơi khó đọc một chút, hộ khẩu thì dễ đọc nhưng mà khổ đọc nó hơi khó đọc một chút. Khổ là con khổ, con khọt, khẩu là cái miệng, chúng ta hiểu như thế nào. Kéo là rơi dụng tâm này thì khóa bằng tay, và đặc biệt là thầy đã chế ra cái dụng cụ để khóa cho chúng ta đỡ cái lực khi mà chúng ta tác động. Cái khóa của anh chị em khóa trong tay này, này là cái thầy đã cải tiến lần thứ ba rồi. Cái của tôi là lần thứ hai, cái đầu là không có cái vòng này đấy, thầy thường xuyên cải tiến đây cái khóa hộ khẩu là vậy, là để ra làm gì, là cắt động tĩnh mạch, tạo ra một áp lực và tác động lên cái tĩnh mạch để mà thích khai mở những cái nơi mà mình tắc nghẽn, các cái bao mạch tắc nghẽn thì tác động cái là cái áp lực đó nó sẽ dồn các cái bao mạch không ra. Thế là cái khóa thứ nhất, ví dụ cụ là chúng ta khóa trong tay rồi, đây là cái dụng cụ lần thứ hai để cải thiện cái chúng ta mới là đẹp là lần thứ ba rồi. Chúng ta theo dõi đây này, chính là khóa cái hộ khẩu này, chính là ta chặn cái động tĩnh mạch trung và động tĩnh mạch quanh. Chúng ta nhìn này, động mạch là màu đỏ và tĩnh mạch là màu xanh, ta chặn luôn cái đó, tạo ra một cái áp lực sinh ra cái tĩnh mạch. Cách đặt dụng cụ chúng ta có thể đặt cái dụng cụ là ở đây, nó cái dụng cụ nó phải hay này, có cái tăng đơ này, nếu tay ai mà to quá thì chúng ta dùng cái này ta kéo giãn ra giữ một lúc thì nó sẽ giãn ra, mà tay ai nhỏ quá thì ta bóp nó vào, nhớ là bóp ở bên cạnh này chứ không được bóp cái đầu này, bóp vào ta giữ một lúc là sẽ co lại. Thì cái tăng đơ này ta khóa bên dưới thì ta gọi đây là khóa dưới, thế còn tăng đơ này quay lên trên thì ta gọi là khóa ở trên. Này, khóa trên ta có hai cách khóa để được cả, tùy theo từ lúc chúng ta sử dụng cách nào. Đây là khóa cổ tay, khóa cổ họng. Động tức là do cái nó hơi bị chặt, chúng ta phải nới ra tí, phải nới ra, phải nới ra đừng, tức là tay mình làm chặt, ra bây giờ phải nới ra cho nó vừa thôi. Còn cái khóa thứ hai là khóa tại cổ nách, chúng ta dùng quả bóng như nãy chúng ta giờ đây dùng quả bóng để chặt cái nách. Khi mà ta khóa ở đây là gì? Là chặt cái động mạch từ tim ra và chặt cái tĩnh mạch đi về tim, nó hạn chế lưu lượng máu ra tay và lưu lượng máu về tim. Chúng ta lưu ý rằng là trong quá trình chúng ta làm là chúng ta làm theo cái phương pháp là thông thường, khi tác động khóa như vậy thì chúng ta sẽ tác động vào mỗi ngón tay tầm 20 giây, chúng ta cũng không nên khóa lâu bằng, lưu ý như vậy. Và ở tay chúng ta sẽ khóa cùng một lúc hai cái. Sau khi khóa xong đấy, chúng ta cùng làm đi, bên phải trước bên trái sau nào, ép vào bóng vào nách, ok, ép chặt vào, lấy cái khóa cổ tay chúng ta khóa ở cái vị trí mà chúng tôi đã hướng dẫn rồi, khóa cổ đấy. Sau đó chúng ta dùng cái nhẫn, chúng ta dùng cái nhẫn nhá, chúng ta lại cầm ở bốn ngón tay ở bên tay trái đấy, chúng ta đẩy vào, nhưng mà lần này đẩy khác với lần trước là gì, chúng ta đẩy ở cái nốt trong bụng, lần trước chúng ta chỉ rời đẩy ở nốt ngoài bụng, bây giờ chúng ta đẩy ở nốt trong bụng và thời gian đẩy cũng như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và làm như vậy 20 đến 20 giây. Và sau khi làm xong cái tay bút, ta rút nhẫn ra và ta lại đẩy sang, còn tiếp theo là nó áp bút, ta lại đẩy như vậy. À, cái lực đẩy cũng giống như là đẩy cái phần đầu ngón chúng tôi hướng dẫn rồi, khi chúng ta đẩy chúng ta bóp vào, chúng ta kéo về cái nhả ra, và lực đẩy là chúng tôi lại làm cho mọi người gặp ra là làm xong tay bên phải, chúng ta làm sang tay bên trái. Đây là bước 2, là bước khai thông mạch máu.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm.